Khăn này xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, đang phải khảo hệ chương trình thổ tinh nhân tạo hầm mỏ, vài khai quáng liền tay tua rút xả. Tàng xã Đường Thượng, khăn này mi núa hà xiên hà phát tay tua, lần điều đoàn mò lè xiên nương chết ba bếp tiếp tua. Vài eo thúng chất lượng đoàn màu cốt xả, đảo qua xã Đường Thượng đã khai quang lên cháo ơi lòng cơn dấn, ao tình nhân tạo hào mỏ. Đào vì thòn xì linh thòn thiết mét, xả đã hiện đầy số thiết mét túa, đào hàn mì hà tiết hàm túa màn lục, đang theo dõi lê chất túa. Lườn cá vàng mì vứ, thôn sang pa thòn xã Đường Thượng, mì tham túa mò mè. Con này đoàn màu cốt lần cá hắc áo bầu. Vì thôn xì linh thòn thiếp đầy ăn hứa của chạm chăn nuôi cấp thủ y huyền, cán bộ thủ y xã, lườn cá đã ao tình nhân tạo hầm mò. To làng mò mè ao bầu các màn, lườn cá đã chăm coi mò đã lúc vào lúc đấy đứa. Nhờ hàn mò óc mà mì làng cần cái hôm lành, cái men, nào suốt thùng hồn thòn thiếp, thòn thòn thiếp hạ phân sau đấy mò đào bán. Về cái hiệu quả của cái vấn đề thụ tinh thì việc ao tình nhân tạo hầm mò lê đầy miếc cần dần bòn khỏi toàn hệt lúc mò ý ốc mà mị hôm lành làng cần cái khai đề lành ngân hồn sau đối mò hát ở bầu tầm vóc to riêng con bê mà bò cái được thụ tinh sinh ra thì đi bán ra thị trường thì giống bò rất tốt nên là giá thành bán ra thị trường nó sẽ cao hơn giống bò của mình phối tự nhiên của địa phương. Việc gạo tình nhân tàu hầm mò giúp Đường Thượng đã cấp đẳng hưởng mò mì làng cần cài hớn. Phần lại mò ý đầy ốc mà bằng cách ao tình nhân tàu cài hồn thòng thiếp thòng tháo thiếp phần sau đối phê mò đào bán. Khen hẳn cách này, miết điếu hùa làng mò cái, mò nắc hớn, mà nhận hùa cơ dân nòi bè đầy ngần qua liền, ngần chuyên mò bò thường tì ao bầu, nhất lệ nòi bè đẹp bà nó dịch bệnh. Trên cơ sở kế hoạch 109 của Ủy ban nhân huyện về công tác thụ tinh nhân tạo. Lòng lần trao của huyện, từ hồ pí xã đã khuyến kế hoạch bén họ lại thốn, thường này đã ao tình họ đầy hà thiếp tuổi mò cấp đã ốc lục mò ý đầy ốc bằng cách ao tình nhân tạo cái đầy miạc bền vườn tăng huyện bằng cách này. Cho đến bây giờ chúng tôi đã thực hiện được 53 ca, vượt 3 ca so với kế hoạch. Thì qua đánh giá từ năm cuối năm 2020 thì đến giờ thì số ca thành công đã cho sinh ra bê và đạt được 32 con. Thì qua kiểm tra thì cái số bê mà được thụ tinh nhân tạo bò thì tầm vóc và trọng lượng của con bê phát triển rất là tốt. Tôi khẳng định đây là một cái mô hình, một cái cách làm hay tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn xã chúng tôi. Việc gạo thùng chất lượng đoàn mò bằng cách gạo tình nhân tạo xuất xả Đường Thượng, huyện Yên Minh, mi điều trong tôi cách liền tòi túa của cần dân, mà nhằng hứa cần dân đầy chập dù khoa học kỹ thuật mơ, ao thùng ngân thù mà đáy đã liền tòi túa.